Sư sư cho con hỏi, khi một người còn sống làm quá nhiều việc ác, thì khi họ mất trong 49 ngày, con cháu họ tụng kinh Địa Tạng cho họ, thì có thể cứu được họ không? Và cụ thể hơn thì 49 ngày ấy nên làm gì để cứu họ? Xin chuyên công đức của sư. Nếu như sư nói là 49 ngày mà quý vị tụng Địa Tạng nó không có giúp ích gì được cho người nhà, thì có lẽ là một số người sẽ cảm thấy bị tổn thương. Thì thôi, để tránh cho quý vị bị tổn thương vì sự thật, thì sư sẽ nói tránh đi, là trong 49 ngày đó ha, việc mình duy nhất có thể làm đó chính là mình tạo phước, đặc biệt là mình bố thí cúng dường đến chư tăng, rồi sau đó mình hồi hướng phước. Có một điều á, mà do chúng ta theo cái phong tục tập quán lâu rồi, cho nên là chúng ta không biết được một sự thật, đó là một người sau khi chết rồi là ngay lập tức đi tái sanh do quả phước hoặc quả tội. Một người mà do quả tội thì phải đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người có được quả phước thì đi về cõi người, cõi trời. Cho nên rất là khó để mà xác định là một chúng sanh đó có quanh quẩn ở xung quanh quý vị hay không. Tuy nhiên, khi chúng ta làm các điều phước thiện và chúng ta hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì chắc chắn là sẽ có thân bằng quyến thuộc chúng ta nhận được. Tại sao sư nói như vậy? Bởi vì sư không có thần thông, sư Tuệ Tường cũng không có thần thông, các sư cũng không có thần thông, thì làm sao biết được chính xác cái người mà quý vị hỏi đó, vì ấy đang ở đâu? Vì ấy nếu như ở địa ngục thì cũng không hưởng phước được, mà nếu như nhờ một cái phước nào đó hãn hữu thời quá khứ mà tự nhiên cái được sinh thiên thì cũng không biết được. Cái cảnh giới tái sanh của vị ấy thì chỉ có người có thần thông mới biết được thôi. Còn các sư thì chỉ có thể khuyến khích là chúng ta nên tạo các điều phước thiện, bởi vì cái này là chắc chắn. Chúng ta có những thân bằng quyến thuộc đang chịu khổ, đó là điều chắc chắn. Vô số kiếp luân hồi chắc chắn chúng ta có thân bằng quyến thuộc đang chịu khổ. Và khi chúng ta làm phước, hồi hướng phước, đặc biệt là phước đến chư tăng, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, thì chắc chắn là có thân bằng quyến thuộc của chúng ta đang và sẽ thọ nhận được phần phước ấy. Đây là điều chắc chắn. Còn cái người cụ thể mà vừa mất á, thì không chắc chắn. Tại vì đâu có sư nào có thần thông đâu mà biết được cái cảnh giới tái sanh để trả lời cho quý vị ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, có một cái điều mà rất là quan trọng mà mặc dù á là trong rất là nhiều buổi giảng á, quý sư thường nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhắc lại rất là nhiều lần, thưa quý vị. Đó là điều gì? Đó là cái điều là gọi là mặc định. Sư muốn là mặc định luôn, mặc định là khi quý vị xem chương trình vấn đáp giữa sư Hạnh Tuệ và sư Tế Tường, thì quý vị ngầm hiểu, mình ngầm hiểu nha, bản thân mình ngầm hiểu, và thậm chí có nhiều người thắc mắc đó về những cái câu trả lời, thì bản thân mình phải ngầm hiểu và mình có thể giải thích như khác là quý sư á, quý sư là theo Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo một Năm Tông hay là Phật giáo Theravada, cho nên là những cái quan điểm của quý sư trả lời á ở đây á là theo tinh thần đó, kinh điển của Theravada, tức là gì, tức là kinh Nikaya, tam tạng kinh điển Pali đó. Sư muốn quý vị phải mặc định, phải mình phải ngầm hiểu như vậy.
Để tránh sao? Để tránh là nhiều khi quý sư trả lời có những câu hỏi á, là một số vị thắc mắc kêu trời ơi, mấy mấy thậm chí sư cái buổi giảng hôm qua sư đã nói rồi. Đúng. Thậm chí là có nhiều vị cứ nói là có nhiều cái mà gọi là sư đã nói là chú giải có những cái quan điểm mà là ngồi nằm ngoài, nghe là chú giải của chú giải nằm ngoài chú giải chính thống, đúng không? Nó thuộc về cái niềm tin của quý vị, đúng không? Còn quý vị tin đó là quyền của quý vị, đúng không? Quý vị chọn cái tin cái nào á là thì tùy vào quyền của quý vị thôi, chứ sẽ đâu có ép buộc ép uổng gì đâu. Đó, cho nên vấn đề Đức Hạnh Tuệ trả lời á thì sư cũng hoàn toàn đồng ý là như vậy thưa quý vị. Có nghĩa là rõ ràng ở trong Tam Tạng Kinh điển Pali và chú giải chính thống á, thì có nói rất là rõ là khi một chúng sanh á mà chết á, chết theo đúng tinh thần ở trong Tam Tạng Kinh điển Pali, đúng không? Thì là chúng sanh đó phải tái sanh ngay lập tức, chứ không có một cái sự gián đoạn nào, đúng không? Không có sự một cái sự gián đoạn nào mà gọi là một cái gì gọi là một cái sát na gì đó, thấy không? Nó thẳng thẳng là gì đó. Cho nên là trong Tam Tạng Kinh điển Pali cũng không, và chú giải chính thống cũng không có nói là có cái sự gián đoạn đó, hay là có một cái vị nào mà tụng hay là niệm để giúp chúng sanh đó được quá vãng. Thì bất kỳ khi mà sư nói vấn đề này nè, quý vị sẽ nói ủa sư nói nãy giờ nghe sư nói nhắc kinh tạng cũng hơi nhiều rồi đó, đại loại gì đó, nghe nói nhắc nhiều vậy vậy sư kể một bài kinh có thể nào mà nói chỉ dẫn chứng một bài kinh đâu, bài kinh nào mà có thể là nói là cái điều của sư nói đúng không, sư nói dẫn chứng kinh này đây, sư nói kinh nhiều quá. Xin thưa quý vị là nếu quý vị có lòng tầm cầu học hỏi thì quý vị đọc giúp sư ở trong tương ưng, đặc biệt là trong cái tương ưng thôn trưởng. Thì có một bài kinh đó là bài kinh tên là Người Đất Phương Tây hay là Người Đã Chết. Thì trong bài kinh đó, đó có bài kinh cũng nghĩa là khó là khá là dài, cho nên thời hạn có lượng sư chỉ nói tóm tắt như vậy thôi để cho quý vị dễ hiểu. Thực sự thì đánh giá bài kinh rất là hay. Hồi xưa mà sư trước lúc là sư đi tu á, chính vì sư đọc bài kinh này không á mà sư tìm hiểu được Phật giáo Nguyên Thủy thưa quý vị, để sư nói để quý vị biết được cái tầm quan trọng bài kinh này. Thì bài kinh đã mô tả như vậy là có một hôm á, có một cái ông thôn trưởng hay là trưởng thôn đó, mình gọi là trưởng thôn bây giờ này, hay là gọi là già làng đó, già làng đó, đó già làng đó, đứng đầu cái thôn cái làng đó. Thì mới lại hỏi Đức Phật là đại bạch ngài, con biết đó, có một số vị Bà La Môn á là họ hành cái nghề, nó đúng là hành cái nghề, cái nghề là giống như là họ đeo những cái vòng hoa và họ cầm những cái bình nước, đúng không? Thì khi mà những cái đám tang người mất á, thì hay hay mời họ đến, thì cái nhiệm vụ họ là gì? Họ sẽ đi ba vòng cái quan tài, không hay là gọi xác chết đó. Quan tài là mình là ở đâu mình có quan tài thôi, còn bên Ấn Độ thì cái truyền thống là chết là bó, thì bị bó 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 bằng vải rồi xong rồi khiêng để trên cái mấy cái tre thôi, cán thì gọi là cán. Thì những Bạch Thế Tôn thì những cái vị Bà La Môn đó mới đi xung quanh cái xác chết đó, thì mới vừa rải nước rồi mới vừa niệm chú, sẽ gọi niệm chú đi à, niệm chú hay là tụng niệm đó, vân vân, là cái vị này sẽ được về cái cõi lành, được về cõi lành hay được về thiên đường, đi về thiên đường, được về cõi trời đó, như vậy là vậy đó. Làm như vậy đó. Thì ông hỏi là Bạch Thế Tôn, thì nếu mà làm như vậy á, nếu mà những cái người mà làm như vậy nè thì có đạt được kết quả giống như mong muốn không, có nghĩa là được cái sanh về cõi trời không, do nhờ cái sự chú nguyện cho tụng á. Thì Đức Thế Tôn ngày mới nói nè, ngày mới đưa hai ví dụ. Đức Thế Tôn là ngày nói là Bà La Môn, bây giờ ta hỏi ông cái câu này nè, ông hãy trả lời giúp ta, là ví dụ như là có một cái cục đá mà quăng, một đá lớn mà quăng dưới giữa cái lòng sông sâu đó, thì quăng xuống rồi sau đó có một số người nhưng mà tương tự như vậy đó, đến đứng trên bờ là tụng niệm cục đá nổi lên, đá hay văng lên bờ, thì theo ngươi là có đá nó có văng lên không, nó có tự nổi lên không? Không, thì ông nói dạ đá nặng thì mà giữa lòng sông sâu nó làm sao mà cái sự kiện nó xảy ra, sao mà đưa lên được cái tôn. Rồi cái tôn này là ví dụ thứ hai là gì, ngài nói là khi mà để dầu á,
dầu quý vị, giống như mình gọi dầu ăn hay dầu mè đi, ví dụ dầu mè và bơ đó, để trong những cái hũ đó, gọi là cái mình để trong cái chậu bằng gốm đi ha, đó để đó, đó. Rồi sau đó là ông á, người ta nhấn nhấn chìm nha, nhấn chìm, cố tình nhấn chìm cái đó xuống lòng sông sâu đó, và tìm cách đó, đập bể cái đó, đập bể cái chậu gốm đó ra. Thì theo ông sự kiện gì xảy ra? Thì ông nói dạ thì đương nhiên cái dầu với cái bơ nó sẽ nổi lên rồi đó. Thì Đức Thế Tôn nói nếu như vậy có những người tụng niệm là dầu ơi hay là bơ ơi, hãy chìm đi, hãy chìm đi, thì có chìm không? Thì ông nói là dạ Đức Phật, dạ Bạch Thế Tôn là có chuyện đó. Thì Đức Thế Tôn ngày mới đưa thêm ví dụ gì đó cụ thể. Thế Tôn nói là thì tương tự cũng như vậy đó, nếu một người mà cả đời á chỉ làm những cái việc mà sư nói là giống như là trái luân thường đạo lý, hiểu không, làm cái việc mà giống như là trời không dung đất không tha, hiểu không? Và cụ thể ở đây thí dụ sư nói là cả đời mình làm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, phạm ngũ giới, mà nó kêu bằng là hầu như có cả đời đó. Đó, cả đời chỉ chém giết đó, rồi làm hại chúng sanh khác thôi. Như vậy thì Thế Tôn nói là cái người mà làm ác cả đời vậy là làm ác vậy, thì khi mà chết á, khi mà chết thì cái việc mà tụng niệm nói là à, lên thiên đàng đi, lên cõi trời đi, như vậy đó, thì cái người đó có lên không, cái người đó có lên nổi không? Thì ông nói dạ cái đại ông này làm ác quá trời ác rồi, như vậy trời không giúp đức không tha, như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy làm sao mà có thể lên cõi trời được bạc ngày. Thì Đức Tôn này cũng nói lại, thì Đức Tôn này nói là nếu bây giờ là cả một người mà cả đời là bố thí trì giới tu thiền đó, như vậy đó, là luôn làm những cái việc thiện nghiệp nó liên tục, nó không gián đoạn như đó, đó. Thì khi người đó chết thì nó chết đó nha, mà có cái những vị mà đến là chù ẻo, sẽ gọi là chù ẻo đi, cái tên này xuống địa ngục, cái tên này xuống địa ngục, nó không, cái tên này sanh phải mày sanh phải sanh vào cõi ngạ quỷ, sanh vào ngạ ngạ dạ so, mày phải chịu ở địa ngục trong suốt trong đỏ đầy đó, nghĩa là thậm chí sẽ nói là cho dùng chú thuật luôn đó. Chú thuật là chù ẻo cho cái xác vừa mới chết nè, cái người vừa mới chết nè, là đi xuống địa ngục đó. Thì như vậy có người đó là có phải rơi vào địa ngục không, rơi vào những khung cảnh không? Thì ông trả lời dạ Thế Tôn, cái làm gì có chuyện đó được, trong khi một người mà cả đời luôn là vun bỏ các thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, hành thiền, hay làm ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này á, là một lần nữa sư nhấn mạnh quan điểm quý sư là quý vị giúp cho quý sư là hiểu mặc định, là khi mà tham gia quý vị xem trình vấn đáp này là quý sư trả lời theo tinh thần ở Phật giáo Theravada, trong tinh thần Kinh Nikaya, Tam Tạng Kinh điển Pali và Chú Giải Chính Thống đó. Cho nên là những cái mà thắc mắc, những cái mà hỏi tại sao, đúng không, tại sao ông Tư Giới Tường, ông sư Hạnh Tệ lại ông lại trả lời như vậy, ông trả lời vậy là sai, đúng không, ông nói vậy là phỉ báng đó, rồi ông nói vậy là tà kiến này kia, thì hiểu không, thì cái đó là quan điểm cá nhân, nên là sư cho nên là quý vị phải phân định rõ rạch rồi, đúng không? Quý sư nói ở trong một cái phạm vi nhất định thôi. Đúng không? Quý vị nếu quý vị có niềm tin hiểu trong đó tốt, còn quý vị hiểu theo phương diện quý vị thì cái đó là cái vấn đề cá nhân quý vị. Đúng không? Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho cái sự hiểu biết, cho cái niềm tin của mỗi người. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Chúng ta qua câu hỏi.